Nếu một mai trên đường đời tấp nập, ta bất ngờ lộn cổ xuống ao đầy cá sấu. Cùng lúc đó có một túi tiền 10 tỷ đồng trôi bồng bềnh bên cạnh. Bỗng trên bờ ở đâu ùn ùn kéo đến các khán giả, các fan từ Bắc Trung Nam, tất cả đứng nhìn xuống, có người lo lắng, có người cười đùa. Nhanh Chí bị té. Vậy các bạn sẽ cứu ai đây? Nhanh Chí tôi hay là túi tiền nhỏ? Tiên, tụi bay ơi! Đấy là fan nào ấy chứ, fan nhà Nhanh Chí thì cùng nhau. Họ dô ta nào. Sợ quá đi mất. Nãy mình tưởng bị quái vật kéo chân về địa ngục cơ các bạn ạ. Cam so mi tỏ nằm trong anh em nhé. Tại hạ Nhanh Chí đời này kiếp này sẽ không quên ân cứu mạng của anh em đâu. Đúng là anh em tình người cao như núi Phan Xipang, lòng tốt rộng như biển Đông Bao La vậy. Đúng nghĩa người Việt Nam anh hùng đây rồi. Còn túi xiền 10 tỷ kia, nhiều thì nhiều thật đấy, nhưng đâu có phải là của mình đâu mà lấy. Thám thì thâm xì xì, mà quan trọng là chả có ai làm rơi 10 tỷ cả. Ôi sởi ơi, các hảo anh em Nhanh Chí ơi, Nhanh Chí ta kính anh em một ly tà tương cảm tạ nhé. 2, 3, vô nào. Okay. Eo khiếp, khứa áo xanh này răng trắng chói hết cả mắt, nhưng cũng không thể nào ngăn cản ta tới câu hỏi tiếp theo đâu. Có thể rất quen, học suốt ý, nhưng vẫn khiến nhiều bạn học sinh chúng mình rối bời đấy. Tình huống nào thể hiện tình yêu thương lớn nhất sau đây? Học sinh đại ca giỏi đạo đức nhất lớp 3A đâu cả rồi. Nhanh Chí chọn hình 2 vì các nữ bác sĩ đã cắt ngắn mái tóc của mình để lên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Nhờ có các chiến binh áo trắng thì mấy năm Covid vừa qua còn Covid nó mới bị đá mông nhanh chóng như vậy. Và cũng vì thế anh em ta mới thoát khỏi cái cảnh học online. Ôi chao, giãn cách rồi lại cách ly, cái cảnh tượng ấy quên làm sao được. Nhìn các bác sĩ làm việc ngày đêm không màng nguy hiểm mà xả thân giành giật lại sự sống của bệnh nhân khỏi tay thần chết, thật đáng khâm phục. Không phải bụt, không phải bà tiên xuất hiện, mà chính các y bác sĩ đã cứu chúng ta, đánh bay con virus và đem lại cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Tình yêu với gia đình to lớn như nào thì tình yêu cho tổ quốc, cho cộng đồng lại còn vĩ đại hơn phải không nào các bạn ơi. Anh em bị Covid phát nào chưa nhở? Nhanh Chí bị một lần rồi, trời ơi ta nói, thật là thốn mà. Còn bạn nào ở đây mà quên chưa gửi lời cảm ơn các y bác sĩ thì đây là cơ hội để anh em comment nè. Xin chào, tôi là người vô gia cư, công việc của tôi là ăn xin. Hustler, hustler Lily, tôi là người tốt, cho anh em với nhau cho bà ít tiền xài nè. Thank you mẹ em. Ây xảy, người giàu có tốt bụng, chia sẻ cho người khó khăn hơn mình ư? Quá là bình thường trong xã hội ngày nay rồi. Còn chúng ta có một thử thách, đói cho sạch, rách cho thơm thì sao? Một thanh niên nọ đi ngang đường, cố tình thử người vô gia cư rằng anh làm rơi tiền đằng kia. Nhiều người sẽ còn đúng cái nịt. Vậy người vô gia cư sẽ phản ứng như thế nào đây? Ôi trời ơi, nhặt đút túi luôn hay là trung thực trả lại nhỉ? Phải quá tò mò nữa đâu, chúng ta cùng xem ngay bây giờ nhé. Wow, các bạn ơi, người vô gia cư đã giành được danh hiệu đói cho sạch rách cho thơm rồi. Dù đang đói cồn cào, quần áo rách rưới, ở đường bụi bặm bị hắt hủi, nhưng họ vẫn giữ được sự trung thực và uy tín của bản thân. Tuy là có thiếu tiền đến đâu đi chăng nữa, nhưng không phải là của mình thì họ sẽ không tự nhiên mà lấy. Chính suy nghĩ tốt đẹp đó, họ ngay lập tức nhận được đền đáp là những người cố tình làm rơi tiền kia trao tặng số tiền ban đầu. Wow, trung thực thật thà đã đánh bại lòng tham rồi. Yeah. Suýt kỳ khóc mà vẫn chưa khóc được thì video sau đây có thể khóc không kịp lau mắt anh em ạ. Ồ, dễ xương như con nương ấy nhở. Nào nào, sao nào, sao lại cứ ôm người ta thế hả mấy cái bé lắm lông? Vì muốn yêu thương con người, vì muốn đòi ăn hay đang sợ hãi nhở? Thế như chúng ta sẽ nhận ra ngay, các bạn ấy đang thể hiện tình cảm yêu thương con người đây, chứ đòi khát gì đâu. Đấy đấy các bạn ạ, chỉ với mấy hành động nũng nịu đó, chúng ta thấy rằng không chỉ khỉ, kangaroo hay rái cá, mà các loài động vật gần gũi khác đều có cảm giác và tình cảm yêu thương, mong muốn được yêu thương như con người đó chứ. Vậy mà mặt khác, cái tình thương mến thương như thế đã bị cướp đi mạng sống bởi một số thợ săn ác độc. Hay, đúng là lòng chó khó nhai, lòng người khó đoán mà. Và điều chúng ta lo xa đã đến, ở Nam Cực lạnh lẽo xa xôi, có một chú chim cánh cụt con đã bị đông cứng,
Một đàn chim cánh cụt đứng tù xà lặng lẽ, chỉ có chim cánh cụt mẹ run run lại gần, ôm đứa con bị đông cứng của mình vào lòng, định sưởi ấm. Tình thương con bao la và bản năng làm mẹ đã làm cánh cụt mẹ đau lòng như cắt. Anh em nghĩ liệu hơi ấm của cánh cụt mẹ có cứu sống được đứa con của mình không đây? Cánh cụt con sẽ sống lại, không thể sống nữa hay biến hóa khổng lồ? Gì fan ở đây giờ này là điều ước xa vời, giống như chim cánh cụt ước con mình sống lại vậy. Chim cánh cụt mẹ dùng hết tình thương con ấm áp như biển trời, nỗ lực hết sức có thể, nhưng tất cả đã quá muộn. Bé cánh cụt con đã ra đi mãi mãi trong cái lạnh giá mà không hề hay biết. Buồn hơn nữa, khi ra đi, cánh cụt con còn không được nhìn thấy ánh mắt ấm áp của mẹ lần cuối các bạn ơi. Cánh cụt bố cũng tới ôm cánh cụt mẹ an ủi. Chim cánh cụt mẹ thẫn thờ nhìn đứa con bất động của mình mà kêu gào, nỗi đau nào bằng nỗi đau sinh ly tử biệt đây. Quả thật, cuộc chiến với thiên nhiên không hề dễ dàng. Các con vật trên toàn thế giới này đang gửi thông điệp vũ trụ tới chúng mình đấy. Hãy bảo vệ môi trường, chúng tôi sẽ bảo vệ bạn. Oh, chắc chắn rồi, Nhanh Trí đã tiếp nhận và lan tỏa tới các fan tiếp đây. Các bạn thử đoán xem đây là TikToker nào? Tưởng không liên quan, nhưng liên quan không tưởng đấy. Có nhận ra không? Là anh Quan Không Gờ đó. Anh ấy giàu lắm nhá. Ý mình nói ở đây là giàu tình yêu thương nha. Khi gặp ai khó khăn, anh ấy luôn giúp đỡ nhiệt tình, đặc biệt những hoàn cảnh khó khăn cùng cực, lang thang cô đơn giữa đêm, cái đói trực chờ như cồn ruột thì Quan Không Gờ xuất hiện để giúp đỡ họ. Một TikToker trẻ mà làm được những việc như vậy, không câu view, không câu like lố lăng như trên TikTok bây giờ. Như vậy đã thấy Quan Không Gờ quả là một thanh niên đẹp trai, lại còn tốt bụng cơ chứ. Nhanh Trí định cho anh ấy 100 điểm đấy, không biết các bạn có thấy xứng đáng không nhở? Trên một toa tàu rất bình thường, chỉ có câu hỏi sau đây mới bất thường. Có hai người phụ nữ đang ngồi đối diện với nhau và một đứa bé đang ngồi chơi dưới sàn nhà. Theo bạn, ai là mẹ của em bé này? Nếu bạn chọn người phụ nữ mặc áo đỏ ngồi bên phải thì chuẩn cơ mẹ nấu luôn. Vì theo các bác sĩ tâm lý học cho biết, trẻ con chỉ an tâm khi nhìn thấy bố mẹ của mình và người mẹ ngồi đối diện, mắt vẫn dõi theo quan sát xung quanh để chủ động bảo vệ con. Thử vai làm thám tử của Nhanh Trí đến đây cũng xong rồi. Hai mẹ con làm gì làm đi nhá. Anh em Nhanh Trí tôi chuyển qua câu tiếp theo đây. Câu đố mẹo xéo sắt lắt léo xoắn não tới đây. Một em bé đi với ba em bé, hỏi có tất cả mấy em bé các bạn ơi? Một em bé thôi, vì ba em bé là bố của em bé mà. Có ai bị lừa câu này giống như mình không? Quá ngắn nhưng lại quá dễ bị lừa nhở. Còn ở một diễn biến khác, có một bác đang ngồi ăn bánh bao. Lát sau có bạn heo ú nu đến và xin ăn cùng bác ấy. Đã béo lại ăn nhiều, bạn ấy ăn hết sạch chỗ bánh bao của bác luôn. Sao bạn ấy lại quá đáng như thế? Vì quá đói, vì muốn tạo bất ngờ hay vì tham ăn? Chỉ có lão trừ thôi. Còn bạn heo ú nu này thực ra muốn tạo bất ngờ và cũng muốn theo dõi cái kết bất ngờ nữa. Heo ú nu cố tình xin ăn hết cái này tới cái khác để cuối cùng chắc chắn xem bác ấy nghèo khổ nhưng có tham lam hay không. Và chắc chắn không rồi. Wow, bác ấy có nghèo đói nhưng rất tốt bụng, không ki bo kẹt xỉ mà rất rộng lượng, chia sẻ tấm lòng của bác ấy xứng đáng được tôn trọng và ngưỡng mộ đó chứ. Cuối cùng điều đó được đền đáp bằng hộp cơm bạn heo ú nu tặng lại. Hy vọng câu chuyện này có thể sưởi ấm trái tim bé nhỏ của chúng ta. Còn tất cả những bạn fan nhí của Nhanh Trí ở đây, các bạn đã từng giúp đỡ ai như thế chưa? Nhớ comment một bài học vô cùng đắt giá của bạn xuống bên dưới nhé! Có một cô bạn đang bị tên hề ma quái đuổi bắt. Trời ơi, nguy hiểm quá! Chúng ta phải làm gì để cứu cô bạn ấy đây? Chọn súng bắn điện, tờ báo hay một căn nhà? Đang giải đố mà được chơi, vui thế nhở? Kịp nảy số não chưa đấy? Đương nhiên là súng bắn điện giật cho tên này tới số luôn chứ sao? Nguy hiểm quá, lần sau chắc cô bạn ấy không dám ra ngoài một mình nữa đâu. Anh em ơi, ở vũ trụ Poppy Playtime, Huggy và mẹ mình đang bị bắt. Chúng còn tác động vật lý vào người mẹ cơ. Ôi, Huggy đã phải chứng kiến tất cả. Bây giờ cậu ấy phải làm gì đây? Nhảy ra cứu mẹ, bỏ trốn luôn hay là gọi người tới giúp nhở?
Trường hợp này Hookie không gọi ai tới giúp đâu, mà Hookie sẽ nhảy ra cứu mẹ nha. Dì chứ dám động vào mẹ là không thể yên được. Hay chứ. Ngầu quá luôn. Hookie thật là dũng cảm. Nếu là bạn thì bạn có dũng cảm đứng ra cứu người thân của mình như thế không? Nhanh chỉ tin là các bạn đều đã có câu trả lời rồi. Các bạn ạ, tình cảm gia đình rất quan trọng. Chúng ta lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà. Chính tình yêu thương chân thành, ấm áp của gia đình đã gieo vào mảnh đất tâm hồn của chúng ta những ngọn lửa của yêu thương đấy. Vì vậy, hãy là con ngoan của ba mẹ và hiếu thảo với ông bà nhé. Còn bây giờ là một tình huống giả sử đây. Anh em chuẩn bị đỡ này. Cho anh em đứng trước một cái ngã ba và chúng ta chỉ được chọn một con đường duy nhất thôi. Anh em sẽ lựa chọn con đường nào? 100 tỷ phía trước, cha mẹ ở phía trước hay là thuốc trường sinh bất lão ở phía trước nhỉ? Các bạn chọn xong chưa đấy? Thật là khó đúng không? Nhưng mình sẽ chọn về bên cha mẹ nhà các bạn. Vì tiền bạc còn có thể kiếm lại được, nhưng cha mẹ thì chỉ có một mà thôi. Và nếu sống một cuộc sống bất tử giàu sang, nhưng bên cạnh không còn người thân nữa, thì chắc chắn cuộc sống đó cũng không hề hạnh phúc và vô nghĩa rồi. À, đấy là người giàu mình nói thế, chứ như nhanh trí thì vẫn chọn cha mẹ thôi. Quay xe gắt ha, thế nhưng không gắt bằng câu hỏi 13 này đâu. Các bạn theo dõi video này và đoán xem video này có ý nghĩa gì. Chỉ tin rằng một ý nghĩa mà chỉ những người giàu lòng yêu thương mới biết thôi. Kiên trì không bỏ cuộc là thông điệp được truyền tải rõ ràng nhất của video này đấy. Do đó, trước bất cứ vấn đề gì, chúng ta cũng cần thực hiện một cách kiên trì bền bỉ như cô bạn thử thách trend học bài đến khi tắt nến nè. Tưởng là thổi phù phù như người ta chứ. No, bạn học một lèo cho anh em chấm trô luôn. Và bây giờ á, thử thách comment việc bạn làm cho là kiên trì nhất bắt đầu.